Okay. Lời nguyện của những người nhớ được tất cả mọi thứ Có những người sở hữu ký ức tột đỉnh Gần như không thể quên bất cứ điều gì Và nay khoa học đã giải mã được điều này Khu vực ký ức trong não giống như là một cuốn sổ hay là một chiếc USB có dung lượng khổng lồ, có thể chứa biết bao ký ức kỷ niệm vui buồn. Tuy vậy, giống như là những vật dụng, ký ức cũng có thể bị hư hại và mai một theo thời gian. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều dị nhân sở hữu trí nhớ siêu phàm, có thể nhớ rất nhiều chuyện một cách chính xác. Vậy những dị nhân đó có biết kiếp gì không nhỉ? Làm thế nào ta có thể nhớ lâu được như họ? Những người sở hữu lời nguyền không thể quên, Highline Superior All Star Biographical Memory viết tắt là SSAM siêu trí nhớ về bản thân lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng từ thập niên 2000 và Nima một nhà thiết kế đang sống tại New York của Mỹ, là một trong những người có khả năng này. Vizet cho biết ký ức của mình hoạt động như là một cuốn băng vừa thu vừa phát liên tục trong suốt 15 năm. Anh ta có thể nhớ chính xác mỗi ngày anh ta mặc gì, thời tiết ra sao và có những chuyện gì xảy ra trong ngày hôm đó. Cũng như Vizet, một người phụ nữ trẻ có tên là Jill Wright tại Mỹ cũng có khả năng tương tự. Wright có thể nhớ được chính xác những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình từ lúc cô 12 tuổi cho đến nay. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu mới nhất của Lawrence Batihit, chuyên gia Đại học Nam Mississippi của Mỹ, những bộ nhớ siêu phàm đó đôi khi không siêu phàm như là mọi người đánh giá. Cụ thể thì không ai có trí nhớ hoàn hảo cả. Những người có khả năng SSAM vẫn có thể nhớ sai, chứ kể những người này thường chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng lại không biết đến sự kiện diễn ra trên thế giới. Hay thậm chí, một số người có thể nhớ được những gì xảy ra cách đi 20 năm, nhưng lại không thể nhớ được điều gì vừa diễn ra cách đi 5 phút. Nguyên nhân nào làm nên khả năng này? Nhà nghiên cứu Grant Stark thuộc Đại học California của Mỹ đã tiến hành chụp quét đảo của một số dị nhân nhớ dài và kết quả là không khác gì so với người bình thường. Tuy nhiên, thì Stark đã phát hiện ra thêm một số điều đáng chú ý. Những người này có bộ phận thùy trước trán, bộ phận quản lý ký ức làm việc năng suất hơn hẳn. Hơn nữa, thì họ có óc tưởng tượng phong phú hơn, đồng thời tương đối nhạy cảm với âm thanh, mùi và các hình ảnh thị giác. Như vậy mà Smarty Hit có thể giải thích cho rằng, việc nhạy cảm giúp cho những người này tự hình thành nên một nền tảng ký ức trong bộ não. Đồng thời thì khả năng tưởng tượng tốt giúp họ dễ gợi lại những khoảnh khắc trong quá khứ qua những sự việc thường ngày. Và mỗi khi được gợi lại thì ký ức lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng không phải ai có óc tưởng tượng tốt và sự nhạy cảm với môi trường cũng có khả năng SSAM. Ba Hit cho biết thông thường cần phải có một sự kiện nào đó xảy ra khiến họ bị ám ảnh, không thể ngưng nghĩ về quá khứ, không thể quên món quà hay là lời nguyện. Sở hữu một trí nhớ siêu phạm như vậy là một lợi thế không nhỏ. Một người có SASM cho biết anh đã đi du lịch hơn 40 nước và đến nay thì anh vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết trong mỗi chuyến đi. Đó thực sự là những trải nghiệm không thể thay thế được. Tuy nhiên thì việc không thể quên cũng là một lời nguyện. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng được hạnh phúc vui vẻ, mà còn có rất nhiều những nỗi đau. Sở hữu SSAM cũng đồng nghĩa với việc những ký ức đau buồn sẽ đeo bám ta dài dẳng, thậm chí sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Đặc biệt, nỗi đau lần nào cũng như mới, và từng bản ký ức sẽ hiện lên một cách rõ nét, và bạn không cách nào bỏ chúng ra khỏi đầu. Còn bạn thì sao? Bạn muốn mình nhớ được tất cả mọi thứ, bao gồm cả những khoách khắc đáng xấu hổ nhất hay muốn mình vẫn như hiện tại. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, chấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.